nằm trên trục đường Võ Chí Công, Võ Quý Hưng, nối sân bay quốc tế Đà Nẵng đến bãi biển Tân Trà. FPT Plaza 2 với quy mô lên đến 5.865 m², được xây dựng 2 tầng hầm, 25 tầng nổi với 700 căn hộ, sở hữu diện tích sàn lên đến hơn 80.000 m² với mật độ xây dựng chỉ chiếm 49.7%. FPT Plaza 2 là dự án bất động sản chất lượng cao, mang giá trị thực, xin lời bền vững khi nắm giữ chìa khóa vàng, mua 1 tặng 5. Đầu tiên, chỉ cách bãi tắm Tân Trà 1 km về liền kề dòng sông Cổ Cò, FPT Plaza 2 mang đến đặc trưng của một ngôi nhà lý tưởng tại thành phố biển Đà Nẵng. Với chiều cao 25 tầng nổi, cư dân tại FPT Plaza 2 có cơ hội sở hữu view đa dạng, thu chọn tầm mắt hướng biển, hướng sông và hướng về thành phố đáng sống. Tiếp theo, FPT Plaza 2 tọa lạc trên tuyến đường Võ Quý Hưng, kết nối với 4 trục đường huyết mạch gồm Võ Chí Công, Trần Đại Nghĩa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Văn Hiến. Sở hữu vị trí lý tưởng trên tuyến đường du lịch Triệu Đô Đà Nẵng Hội An, thuận tiện liên kết vùng, cùng thừa hưởng tối đa các tiện ích quy hoạch hạ tầng của Đà Nẵng. Dự án chỉ cách sân gốc, chủ resort, bãi biển vài phút di chuyển. Bên cạnh đó, FPT Plaza 2 còn liên kết với các trường đại học như Đại học FPT, Đại học Kỹ thuật Y Dược và Đại học Mỹ tại Việt Nam. Có thể thấy, FPT Plaza 2 có vị trí chiến lược trong định hướng phát triển khu đô thị du lịch và giáo dục trọng điểm phía Nam thành phố trong tương lai gần. Thứ ba là sản phẩm bất động sản tiềm năng nằm trong khu đô thị FPT City với hệ thống giáo dục FPT Education liên kề với F Complex, được mệnh danh là khu thung lũng Silicon của khu vực miền Trung. FPT Plaza 2 hướng đến đối tượng khách hàng là gia đình trẻ. Cư dân nơi đây sẽ sống giữa cộng đồng văn minh, gồm các cá nhân ưu tú và giới trẻ tri thức. Nơi đây sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố, tạo ra hàng vạn việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xuất khẩu phần mềm trong tương lai. Với yếu tố thứ tư, không chỉ sở hữu vị trí đắc địa kề sông cận biển và tầm nhìn đắt giá, FPT Plaza 2 còn hội tụ hệ thống tiện ích nội khu all-in-one, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đỉnh cao cho những chủ nhân xứng tầm. Quảng trường trung tâm rộng 3 hectare, khối đế với 32 căn shop house được chủ đầu tư lựa chọn kỹ càng thương hiệu kinh doanh, sẵn đón tiếp với hệ thống an ninh cao cấp. Bể bơi nhiệt đới gồm bể bơi người lớn và bể bơi trẻ em tại tầng 2, tại đây còn có phòng gym và nhà sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, FPT Plaza 2 với các chính sách tốt nhất để chào đón cư dân mới chỉ với 570 triệu nhận nhà ngay, phần còn lại được hỗ trợ vay bởi Vietinbank. Hỗ trợ 12 tháng 0% lãi suất, nhận ngay qua tăng gia trị giá 80 triệu. Và hơn nữa, khách hàng là người nước ngoài vẫn được giao dịch tại FPT Plaza 2 với thời gian sở hữu căn hộ theo quy định của nhà nước. FPT Plaza 2 nổi bật với thiết kế căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ, trong đó có 653 căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích 56.4m² đến 75m² và 47 căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 77.8 đến 85m². Căn hộ FPT Plaza 2 với nội thất tối giản nhưng vẫn hiện đại và đầy đủ tiện nghi, view ban công thoáng và mở bao trọn Đà Nẵng by night, phòng khách với lô gia rộng rãi, phòng với bếp lấy gió và sáng tự nhiên. Phòng bếp và phòng ăn được bố trí thông minh, hút mùi và kín đáo. Căn hộ có đa dạng diện tích 2 đến 3 phòng ngủ, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng và nhà đầu tư thông thái. Với xu thế sống tối giản, tập trung vào việc nâng cao chất lượng trải nghiệm cuộc sống như hiện nay, FPT Plaza 2 là một dự án rất đáng chú ý trên thị trường bất động sản ven biển nói chung và thị trường Đà Nẵng nói riêng. SCD Realty tin rằng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, nhạy bén sẽ hỗ trợ cho quý vị một cách tốt nhất trong quá trình lựa chọn không gian sống tuyệt vời cho gia đình của mình.